Sau những chuỗi ngày tiếp đón khách không ngừng nghỉ, mẹ ông Minh Tuệ đã phải nhập viện vì bệnh cũ tái phát. Nhiều ngày bị các YouTuber và TikToker và những gia đình không quen biết đến ở trong nhà làm phiền, mẹ của ông Thích Minh Tuệ đã phải nhập viện điều trị bệnh. Theo đó, sau khi ông Thích Minh Tuệ về Gia Lai để ẩn tu, có rất đông người tìm tới nhà cha mẹ ông để chụp ảnh, đảnh lễ ảnh của ông và mong duyên may mắn có thể gặp trực tiếp ông. Chính vì điều này nên đã làm cho các cụ thân sinh của ông Thích Minh Tuệ phải tiếp khách liên tục, không được nghỉ ngơi, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày cũng như sức khỏe của cha mẹ ông Thích Minh Tuệ. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh mẹ của ông Thích Minh Tuệ phải nhập viện điều trị bệnh khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, ngày 28 tháng 6, em trai của ông cho biết đang ở trong bệnh viện để chăm sóc mẹ nằm viện. Chia sẻ về sức khỏe của bà, người này cho biết bà đỡ nhiều rồi, bà lớn tuổi rồi. Theo chẩn đoán bên bệnh viện là bị viêm phổi, cũng sốt nữa nhưng nhẹ thôi, cần có thời gian nằm viện điều trị một vài ngày. Bên cạnh đó, anh Lê Thìn, em trai ông Thích Minh Tuệ, bày tỏ mong mọi người đừng đổ xô về thăm nhà nhiều quá vì ông bà đã lớn tuổi, cần phải được nghỉ ngơi. Đồng thời, anh cũng cho biết gia đình không nhận bất cứ phần quà hay tiền bạc nào từ mọi người. Tôi mong mọi người ở xa đừng gửi quà cáp gì đến nhà, tôi sẽ cho quay đầu hết. Mọi người đừng có gửi, vừa mất công vừa tốn thời gian, tiền bạc. Em trai ông Thích Minh Tuệ cho biết thêm, gia đình hiện tại cũng không biết ông Thích Minh Tuệ đang ở đâu. Ngay sau khi những thông tin trên được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ lo lắng cho sức khỏe của những người thân ông Thích Minh Tuệ khi bị các YouTuber và TikToker và những gia đình không quen biết đến làm phiền gia đình trong thời gian dài. Nhiều người cho rằng mọi người nên ngừng việc đến gia đình ông Thích Minh Tuệ làm phiền để cha mẹ của ông có thời gian nghỉ ngơi vì tuổi đã cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!